Nay giờ bếp tận Úc nấu rồi hả? Còn gắn bự. Gắn được 2 kg. 2 kg á. Con này 2 kg mấy chứ. Nó dài 2 lít rưỡi á. Má dài 2 lít mấy. Luôn đưa bộ lòng ra, nếu bộ lòng một chén. Anh vuốt phèo luôn. Không. Ừ. Nè, có bộ lòng ra. Đó, sao đây bộ lòng không à? Thấy được không? Bộ lòng lấy cái tô lỡ đựng luôn hả? Ghê chứ. Có gì dặn xương sao? Có cái chai kìa. Chai cái ly. Khủng, anh đâu anh đo cầm tay anh thử anh hiếp. Chắc cái cao hơn anh hiếu không? Ồ, gắn này nó nằm tay nè, nè. Cao hơn thế. Má bự hơn cầm tay luôn nữa. Má luôn. Gắn này 2 chiếc mấy. Mà tôi cầm tôi lôi sẵn sẵn ngoài đường. Má dạy. Nó nằm dưới đường luôn hả anh Tường? Ờ, nằm dưới đường luôn. Nó lấy bà vừa đặt lên đầu luôn hả? À. Ừ. Đặt banh chặt luôn, sao nó nhảy. Gắn này quá khủng luôn cả nhà ơi. Gắn này sáng anh Tường đi làm về á. Thấy nằm giữa đường anh bắt luôn, mà anh đập. Anh thấy anh bắt con bự quá mà. Đâu nó bắt. Giờ mới đem nấu... Nãy mới căng thử anh Tường, thử mấy ký? 2 ký á. 2 ký mốt á. Được 2 ký ha. Nay mấy anh em mình làm món gắn giả cầy cả nhà. Có nước cốt bên đây là có đồ bếp này, này nó bấm thấm nha các bạn. Rồi tôi không thấm hay cái gì không, cho cơm ăn đây, luôn à. Đây là có nước cốt dừa, đậu phộng, nước cốt dừa, đường, xả ớt đầy đủ. Có mẻ không, Không. Không. Này là nước bấm thấm nha các bạn. Thử đây quá ngon luôn. Quá đã, quá đã. Gắn này vô cái phanh quá khủng luôn ha. Quá bự. Mà gắn này là đầu tiên mới thấy bự cỡ này nè. Không giận đó anh. Ờ, không giận mà. Nãy ông kêu cả tuần tiệu tuần bán. Không. Con này xinh tiệu ngoài bán, con được hơn 2 kg mà. Gắn động mà. Con không mới có bắt được lần dễ gì bán. Nó phanh mà nó phanh mà cái đít thao nó tàn lên trên luôn cả nhà. Thao này thao lớn luôn nè. Quá đã gắn. Nó đen mà sao cạo ra nó trắng ta. Ừ. Nãy nó đen mà, nó đen cười. Đúng. Đập luôn. Anh đập sao, tại sao anh Hiếu tự động bỏ đứng về luôn à. Đập ớt luôn à. Ớt luôn. Đập cay dữ lắm. Bên đây mấy anh em mình nấu giá cày có phê mì nữa cả nhà. Giới thiệu cái mâm lùn này cũng quả. Bên đây mấy anh em mình trưa nay lên nhà của anh Tường nha cả nhà. Dần xương lại đây, gắn khỏi tôi luôn ha, nổ bụng rồi. Nãy có kén nào? Kén ăn luôn mà nó cũng vẫn chạy bình thường. Ờ. Nhẹ nhẹ anh thiếu à, bởi hết anh thiếu à. Anh hết luôn à. Dạ. Thì dữ rồi ha. Ăn luôn cái đậu ngắn luôn. Nấu cái đậu ăn được mà. Ừ. Đâu bỏ. Mà chút ăn cái đậu đâu không biết gì nha không? Anh chặt anh ăn á. Ừ. Okay, anh nào chặt cái đậu đó ăn á. Chị mua bạn này. Rửa chưa? Rửa rồi, rửa sạch rồi. Tôi nó cứng quá. Gắn, hồi nào giờ mới thấy làm gắn bằng búa. Nổi tiếng lắm. Rồi. Rồi chặt lúc đó này, chứ không này dặn tới. Nghe nói. Cái xương nó quá bự cả nhà, mình dặn cái chài không mà nó lúc chài luôn mà. Thao hạch rồi đó. Bạn thấy là bằng búa chưa? Để mai giờ bữa sắm cái chai đi quát. Mua cái chai đi quát không lầm nó uống. Cái chai đi dành nó dần gắn. Cái hốc đuôi đó bạn ạ. Hốc đuôi nó hốc đuôi này gần bằng cán búa luôn á. Đuôi khỏi giận. Hốc đuôi nó bự ghê luôn á. Ở đâu rồi, sáng mai nằm phơi nắng sớm hả? Nó bò ăn đường à, hai vợ chồng kia
ăn này quay cho coi tới kỳ. Mấy anh em mình chuẩn bị gia vị để mình ướp con rắn cả nhà. Bữa nay anh em mấy anh em mình nấu rắn nấu giả cầy nha. Củ hành, củ tỏi với sả. Nãy anh Tường điện chạy xuống luôn ha. Không nói gì trơn, gắn tự hiểu, tỏ ra nói nhiều. Thấy mà bán rồi. Đâu chí, hốt liền hả? Nồi nào? Củ hành, củ tỏi, ớt với sả cây cả nhà. Nồi này nóng rồi vậy đúng không? Cho hủ cho tới cây luôn anh heo. Hủ cho tới cây luôn. Tới cây, cho tới cây nè. Không biết cài không chứ tôi nghe cài mắt rồi đó. Ngon nè. Đường nè. Đường qua. Bỏ vô muỗng đường nè. Không được. Mày đã. Muối vào đi. Muối hộp nó không có mặn hổng. Cái này mà nửa lít không bán thì... Cái gì nữa? Đó. Thì đó, cái bọn lầm đó mà nói vô cái nó hơi cho. Cái gan. Cái gan con rắn mà không tay em không mà. Thích ăn đầu lòng nha. Đó, cam đó. Đúng rồi, cái mèo giỡn mèo như mèo gà vậy. Cái ngón tay mình không bằng cái lá gan luôn nè. Ngủ với Hương lại đây. Này hơi gắn mấy anh em mình ướp hoàn thành cả nhà. Nói chung mình ngủ vị hương sắp tới rồi với xả ớt củ hành của tỏi cả nhà. Mở thay mở lấy con nữa mở kia dụng hoa bò này nè. Đúng rồi mình xé mỡ gắn nó mới thơm đúng không? Thôi rồi cái đầm rắn mở đã thiệt. Má cái này mà được mí sao lâu lâu có rắn chứ mình dầm chứ đâu phải thì mỗi ngày có đâu. Có hả? Có anh chứ. Em thấy con đây có bịa rắn này phải không? Mấy cái lòng đâu xẻ hả? Vút con, vút còn cái bao tử, con mèo tử anh trẻ ra đó. À, vậy đây là con bịa đây nè. Nghe lại gì cứt á. Có, vô rồi. Đây đủ nấu rồi, ngon nè. Bữa nay mấy anh em mình lên nhà anh Tường quậy bữa cả nhà ơi. Con gắn bự quá, cái quá bự mà. Săn lại, gắn mình săn hết, mình đổ vô. Cái này hết. Luôn. Đây cũng ký phơi mì ha. 2 kg hả? Dạ, 200 kg. Vậy là nấu phơi mì 2 kg phơi mì. Hai cái rắn 2 kg phơi mì. 50-50 hả? Đổ mì vô sốc luôn bạn ơi. 2 kg rắn 2 kg phơi mì. Nó cũng bốn luôn mà. Đơn vị là một nồi. Đơn vị là một nồi. Cũng được. Rồi cho miếng tương hộp cả nhà ơi. Đại nhiều vô. Mình cho vô nước tương hộp cho mình ghim, mình nấu giá cầy mà. Đó. Cho nó mình ghim vậy cho nó thấm vô phơi mì luôn nha. Quá hấp dẫn cái nồi gắn nè. Cái con gắn này hơi lớn cả nhà, nó dài lắm. Bây giờ anh em mình hái vài đọt ổi non á, mình thả vô mình ghim luôn cho nó mau mềm. Cái đọt ổi này mình thả vô mình nấu nó mau mềm lắm nha cả nhà. Mà nó thơm nữa. Qua đã thấm mình hiểu, thấm được con mì ha. Thấm luôn. Đầy nắp lên. Đầy nhóc cái nồi luôn hiểu không? Ha, nồi bự mà còn đầy nhóc. Mấy anh em mình cho nó cúc dừa vô cả nhà, mình ghim cho nó thấm vô gắn với lại cái phơi mì á. Ừ, đã. Bữa nay nhức nách nữa. Làm gỡ bầu ghém nè, nó đúng mất luôn anh Ti. À, chuối cây cả nhà, chuối cây với lá vàng với khới rồi. Quá sôi, quá thơm luôn. Này để cho nó gặt nước miếng nữa là anh em mình dùng dừa ha anh heo. Quá đã.
quá xá. Món ăn mình hoàn thành cả nhà ơi. Giờ trưa nắng rồi mấy anh em mình dọn lên nè. À, cả nhà đó ruột nè, phèo rắn nè đó. Cái này còn giống cái này không, cái này còn bịa nha anh chị. Có chút hết rồi, không chút hết rồi, bịa bịa làm bịa luôn. Cái gì bịa giúp bịa luôn. Ừ, vô đi, vô đi, vô anh Trường ơi. Vô. Bữa nay nắng quá cả nhà, mấy anh em mình tăng cường bật máy thêm mà. Hai ba cái bật máy luôn. Không, là anh Tòng bự ôm tốt lắm mà nay không thấy cộng nào hết. Chó quằn ha. Hồi nãy hôm lên đây bắt mình nấu ăn luôn. Vừa mà. Vừa ăn ngon đó chứ. Cây đó là vừa đó. Cho nha. Rồi bỏ chén kia qua. Bữa nay loại nhà nhậu quên. Chủ nhà làm trước phải không? Đúng rồi, phải thử trước. Chủ này không có pha, ở dưới còn thiếu được có pha pha trăm mà nay không có trăm. Mấy anh em mình là còn nước ở nhà để mình gói với rau ghém nè, mình chấm. Rồi, với là bánh mì nữa. Cái dầm luôn đó ha. Đó, này nhúng mà chứ. Cứng không? Còn cứng không? Không. Có xương á. Bỏ xương không? Mềm không? Ừ, phải được ngon rồi. Cái này muốn ăn xương thì phải nấu cháo đậu xanh. Lấy xương chiên giòn. Thứ gì thì nói. Là ăn không bỏ luôn á. Cá thịt dai quá trời. Gắn này gắn lớn mà. Dứt cái kìa. Chiếc bánh mì. Có bánh mì kìa. Chủ yếu là mình làm có nước để chấm bánh mì á. Tụi bé ăn với đấy hả? Ừ. Ăn nước hả? Ừ. Trời ơi. Nhớ là ăn biết. Để cái bút mắm mắm thắng là vô ăn. Được. 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 Thử anh chí. Thử gắn có cứng hay là mềm. Không biết cái xương cứng khi dằn hư cái chài rồi đó. Đã. Xương cứng mà có ba mà. Mắm dai ngon. Dai mới ngon. Mắm ngon. Mắm mà dai mới ngon. Ừ. Quá. Thứ gì thì nó. Nè nó xương lắm. Đậu ghém ngon. Rồi anh em mình mời cả nhà dùng chung món gắn giá cầy nha cả nhà. Hôm nay mình nấu giá cầy á. Rồi anh chưa? Nước. Cái đậu ghém đâu. Thôi ngọt dữ rồi. Miền Tây mình. Mình ở đây giờ mình chia nha chứ không là để cái nào đó phải không? Cái lá gan này mình chia. Ừ. Quá bự. Lá gan quá bự. Kéo mà được, kéo lắm. Có hỏi có ăn bự được hết. Nó này là cắt. Cắt được hết hả? Cắt. Không mất công lấy kéo quá hả? Nóng lắm luôn ơi, nóng lắm em. Nóng còn mặn đây không có chấm đâu. Nóng nóng nè, nóng lấy chạy nấu cam. Nãy tôi tính tôi không hồi nấu rồi tôi bớt luôn phải không? Tính hầm xả. Tính hầm xả. Tôi nói là đừng một nếu mà hầm xả bạn phải nấu cháo đậu xanh đi. Rồi sẽ dễ cái thịt, xé cái thịt ra, còn nguyên một xương để vô chiên giòn một cái nha. Còn thịt này vừa luôn ta, không không dai mà không mềm luôn ha. Không, thịt này ngon. Ngon. Nấu mềm nấu ngon. Không có đầu nè, cái đầu này ngọt lắm mà. Thì chứ mắm thấm nhiều nó mới ngon. Mình ăn không đủ mắc vị liền à. À cái bịa anh chế, thử miếng bịa coi. Rồi rồi. Để thử miếng bịa coi. Bịa nha cả nhà. Bịa rắn. Bịa rắn á. Cái ruột ừ, cái ruột này không làm để gì nấu luôn à. Đâu có cắt gì đâu. Y ruột nấu luôn. Nước cốt nhất mà ăn thắng lại thì nó còn rắn nó giống như là giống như là mình thắng gì gì ta. Nếu mà nước cốt dừa thắng lại nó thành dầu dừa. Hết ngon. Hết ngon. Ở đây có người ta thắng. Không mà cái bị rắn này ăn nghe thơm thơm ta. Bởi vậy con kia nó hối à? Ờ, lần đầu tiên ăn bị gắn á.
gắn thì vừa đó, trọng hơn mình thôi. Công nhận gắn này ăn đúng đúng mức ngon ha, thịt dai mà thơm. Hết nửa nồi hả? Tính ra tính ra tính ra ít ăn mạnh nuốt hả? Mày thêm nữa, dắt trưa này gặp mà chiều mà chưa ăn cơm hay là mày quá ngon. Gắn nóng nóng như con mềm xương đâu mềm được, xương cứng. Gắn này nó là cái chiến hữu mới đủ chứ thường thường không đủ. Lén quá, bọn thường thường cũng không đủ. Nóng đầy nồi luôn mà. Nóng khổ tính ra là bữa nay là lũng chảo không nổi hả? Lũng nổi đâu. Vẫn ngày kỳ này cái vườn này hết nổi đâu. Tính ra 4 kg là 2 kg nước rồi 6 kg à. Ngượng kg ăn đâu hết hả? Ta nha. Đã quá. Chào luôn bạn ơi. Chắc anh em mình chào cả nhà luôn nha. Hẹn clip sau cả nhà ơi. Cái sau anh em mình làm những món mới độc lạ nữa nha. Nói chung bữa nay mấy anh em mình tình cờ kiếm được con gắn khủng. Không biết nấu vậy chứ. Rồi, chào cả nhà luôn nha.